Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh YouTube Tin 24 giờ. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất trong 24 giờ qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Israel không kích hạ sát hai quan chức cấp cao của Hamas. Hai thành viên cấp cao của nhóm vũ trang Hamas thiệt mạng sau khi Israel tập kích từ trên không trung ô tô chở hai người này. Israel cho biết họ đã hạ sát hai thành viên cấp cao của Hamas trong một cuộc không kích vào xe của họ ở Jenin thuộc bờ Tây hôm 17 tháng 8. Theo AV, cáo buộc hai người này có liên quan đến vụ giết một người Israel trước đó. Một tuyên bố chung từ cơ quan an ninh Israel và lực lượng phòng vệ Israel xác định những người này là Ahmed Abu Ara và Rafe Dawasi. Cả hai đều đến từ quận phía bắc bờ Tây gần Jenin. Trong một tuyên bố, lữ đoàn Al-Qassam của Hamas cho biết họ tưởng niệm hai thành viên nói trên. Thông báo cho biết Dawasi là lãnh đạo của Al-Qassam ở Jenin và Ara là lãnh đạo Al-Qassam ở Aqaba. Tuyên bố của Israel cáo buộc hai thành viên cấp cao của Hamas đã tham gia vào việc lên kế hoạch cho một cuộc tấn công bằng súng vào tuần trước tại thung lũng Jordan ở bờ Tây, nơi một người đàn ông Israel, Yonatan Dersh, đã thiệt mạng. Chính quyền Israel khi đó cho biết các thành viên Hamas đã nổ súng trên một con đường chính ở bờ Tây vào ngày 11 tháng 8, khiến một người thiệt mạng và một người khác bị thương. Hamas tuyên bố vụ tấn công tuần trước nhằm đáp trả cáo buộc trước đó rằng Israel đã tấn công một ngôi trường ở Gaza là nơi trú ẩn của người tị nạn, khiến 90 người Palestine thiệt mạng. Bạo lực ở bờ Tây đã leo thang kể từ khi cuộc chiến ở Gaza giữa Israel và Hamas nổ ra vào tháng 10 năm ngoái. Ngày 16 tháng 8, theo giờ địa phương, các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza đã tạm dừng cho đến tuần tới để tìm kiếm một thỏa thuận chấm dứt giao tranh giữa Israel và Hamas và giải thoát các con tin. Trả lời với các phóng viên tại phòng bầu dục của Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết các nhà trung gian hòa giải vẫn chưa đạt được mục tiêu về lệnh ngừng bắn ở Gaza. Trong tuyên bố chung, Mỹ, Qatar và Ai Cập cho biết Washington đã đưa ra đề xuất mới dựa trên các điểm đã đồng thuận trong tuần qua, thu hẹp khoảng cách giữa các bên theo cách có thể cho phép thực hiện nhanh chóng một thỏa thuận. Tuyên bố cho hay các nhà trung gian hòa giải sẽ tiếp tục thảo luận về đề xuất này trong những ngày tới. Theo một quan chức Israel, phái đoàn của nước này tại Doha, Qatar sẽ trở về nước trong ngày và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dự kiến sẽ gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vào ngày 19 tháng 8. Trong cuộc đàm phán vừa bị tạm dừng này, phong trào Hồi giáo Hamas trước đó đã thông báo không tham gia trực tiếp vào các cuộc thảo luận. Các cuộc đàm phán này nằm trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm giải quyết tình trạng bạo lực leo thang đã khiến hơn 40.000 người thiệt mạng ở Gaza trong 10 tháng qua. Với tư cách là bên trung gian cùng với Qatar và Ai Cập, Mỹ đang nỗ lực nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn ở Gaza, vốn được xem là biện pháp hiệu quả nhất giúp hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực. Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, các cuộc đàm phán đã có sự khởi đầu đầy hứa hẹn, nhưng thừa nhận vẫn còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết trước khi đạt được một thỏa thuận ngừng bắn. Ngày 16 tháng 8, theo giờ địa phương, tại trụ sở của Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi các bên đình chiến ở Gaza để tiến hành chiến dịch tiêm vaccine ngừa bại liệt. Ông Guterres nhấn mạnh không thể tiến hành tiêm vaccine ngừa bại liệt khi xung đột đang hoành hành khắp nơi. Tôi kêu gọi tất cả các bên đình chiến nhân đạo tạm thời, vì việc tiêm chủng thường xuyên đã bị gián đoạn nghiêm trọng do xung đột. Bây giờ là lúc cần tập trung để chống lại bệnh bại liệt. Nếu bệnh bại liệt không được kiểm soát, nó sẽ gây ra hậu quả thảm khốc, không chỉ đối với trẻ em Palestine ở Gaza, mà còn ở các nước láng giềng và khu vực. Ông Guterres nhấn mạnh không thể tiến hành tiêm vaccine bại liệt khi xung đột đang hoành hành khắp nơi. Ông Guterres cũng cho biết thêm, hệ thống y tế ở Gaza bị tàn phá, phần lớn các bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe không hoạt động, nước sạch khan hiếm. Đây là những thách thức rất lớn trong việc kiểm soát dịch bệnh ở Gaza. Việc ngăn ngừa và kiềm chế sự lây lan của bệnh bại liệt sẽ cần một nỗ lực rất lớn. Liên Hợp Quốc đã chuẩn bị triển khai một chiến dịch tiêm vaccine ngừa bại liệt ở Gaza cho hơn 640.000 trẻ em dưới 10 tuổi. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã phê duyệt việc phát hành 1,6 triệu liều vaccine ngừa bại liệt. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF đang điều phối với cung cấp vaccine, cũng như cung cấp các thiết bị bảo quản vaccine.
Theo Liên Hợp Quốc, trong những tuần gần đây, virus bại liệt đã được phát hiện trong các mẫu nước thải ở Khan Yunis và Deir al-Balah. Tháng trước, Bộ Y tế Gaza đã tuyên bố có dịch bại liệt tại vùng đất của người Palestine và đổ lỗi tình trạng này xảy ra do các cuộc tấn công do quân đội Israel tiến hành. Ngày 17 tháng 8, nhiều hoạt động tưng bừng kỷ niệm quốc khánh diễn ra trên khắp Indonesia. Lễ kỷ niệm quốc khánh Indonesia 2024 được đánh giá mang tính lịch sử khi các buổi lễ chính thức lần đầu tiên được tổ chức tại thủ đô mới Nusantara và thủ đô Jakarta. Thủ đô mới Nusantara của Indonesia sẵn sàng đón các đại biểu đến tham dự buổi lễ quốc khánh. Tuyến đường thu phí nối thủ phủ Balikpapan và Nusantara đã được khánh thành. Tuyến đường này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển bằng ô tô từ 2,5 giờ xuống chỉ còn 1 giờ. Để chuẩn bị cho sự kiện lịch sử này, quốc kỳ và một bản sao văn bản tuyên ngôn độc lập cuối tuần qua đã được vận chuyển từ Đài tưởng niệm quốc gia ở Jakarta đến Nusantara. Tuy nhiên, do vấn đề cơ sở vật chất và hạ tầng, nên số lượng đại biểu cũng như báo chí tham dự cũng bị hạn chế. Theo kế hoạch ban đầu, có khoảng 8.000 đại biểu tham dự buổi lễ tại Nusantara, nhưng theo số liệu mới nhất, danh sách khách mời hiện chỉ còn 1.300 người. Trong khi đó, tại Jakarta, các sự kiện tổ chức lễ quốc khánh năm nay vẫn diễn ra trọng thể, cùng với nhiều hoạt động chào mừng. Các buổi lễ chính do Phó Tổng thống Maruf Amin chủ trì tại Cung điện Merdeka ở Jakarta. An ninh và hạn chế giao thông tại một số địa điểm gần các buổi lễ và các tòa nhà chính phủ quan trọng trong ngày hôm nay. Lễ quốc khánh được tổ chức tại hai thành phố khác nhau để bày tỏ lòng tôn kính đối với Jakarta, nơi là thủ đô quốc gia trong nhiều thập kỷ, với những đóng góp của thành phố này cho sự phát triển và tiến bộ của Indonesia. Trong khi lễ kỷ niệm ngày quốc khánh tại Nusantara sẽ đánh dấu sự kiện chào đón thủ đô mới. Trước đó có nhiều dự đoán cho rằng Tổng thống sẽ công bố sắc lệnh vào ngày 17 tháng 8 năm nay. Tuy nhiên, sự chậm trễ trong việc xây dựng và khó khăn về tài chính đã khiến lịch trình có thể bị chậm lại. Với việc Tổng thống Indonesia để ngỏ khả năng sắc lệnh này sẽ được người kế nhiệm ký sau khi lên nắm quyền vào tháng 10 tới. Mặc dù Indonesia đã thông qua quy chế đặc biệt cho Jakarta, giữa đô thị này vẫn là trung tâm kinh tế khi chuyển thủ đô mới đến Kalimantan, nhưng hiện Jakarta vẫn sẽ là thủ đô cho đến khi Tổng thống ban sắc lệnh chuyển thủ đô mới. Đối với nhiều người dân Indonesia, lễ quốc khánh 2024 là một sự kiện lịch sử của quốc gia khi các buổi lễ chính thức diễn ra tại cả cung điện Merdeka ở Jakarta và thủ đô mới Nusantara. Ngày 16 tháng 8, Đảng Vì Nước Thái, đảng lãnh đạo liên minh cầm quyền tại Thái Lan thông báo rằng nội các mới của Thái Lan dự kiến sẽ được thành lập trong vòng 3 tuần tới. Theo thông tin từ đảng này, cấu trúc của nội các mới sẽ không có nhiều thay đổi so với trước đây, nhằm duy trì sự ổn định trong quản lý đất nước. Phó Thủ tướng tạm quyền kiêm Bộ trưởng Thương mại Phuntham Wichayachai cho biết, Thủ tướng đắc cử Prayuttan Chinawat sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc đưa ra các quyết định chính trị và tổ chức các cuộc thảo luận về việc phân bổ các vị trí cấp bộ trưởng trong nội các mới. Thủ tướng Chinawat sẽ lãnh đạo quá trình lựa chọn các thành viên nội các, đảm bảo rằng các quyết định quan trọng được thực hiện một cách hiệu quả và phù hợp với định hướng chính trị của chính phủ. Ông Phuntham Wichayachai đã nhấn mạnh rằng các vị trí cấp bộ trưởng trong nội các mới sẽ không bị ràng buộc bởi hạn ngạch của chính phủ trước đây, do chính phủ cũ đã chấm dứt hoạt động. Vì vậy, bà Prayuttan Chinawat, với vai trò là tân thủ tướng, sẽ cần thời gian để thảo luận và xác định các vị trí trong nội các với tất cả các đối tác trong liên minh. Theo Tổng thư ký Đảng Vì Nước Thái, ông Soravong Thiên Thông, quá trình thành lập nội các mới dự kiến sẽ hoàn tất trong vòng 3 tuần kể từ khi thủ tướng mới nhận chức được sự chấp thuận của Hoàng gia. Sau đó, bà Prayuttan sẽ gửi danh sách các thành viên nội các mới để được Hoàng gia phê chuẩn. Theo quy định của Hiến pháp Thái Lan, tân thủ tướng phải trình bày các chính sách của chính phủ trước Hạ viện trong vòng 15 ngày kể từ ngày tuyên thệ. Trong khi đó, Phó Thủ tướng tạm quyền Anutin Chavirakul, đồng thời là lãnh đạo Đảng Tự hào Thái, cho biết đảng này mong muốn giữ nguyên các vị trí hiện tại trong nội các, bao gồm 4 chức vụ bộ trưởng và 4 chức vụ thứ trưởng. Đảng Tự hào Thái cũng đã đề cử phó lãnh đạo Paradon Prit Sanantaku cho vị trí phó chủ tịch Hạ viện thứ nhất. Sự điều chỉnh này phản ánh mong muốn của đảng này trong việc duy trì sự ổn định và tiếp tục các chính sách đã được triển khai trước đây. Ngày 16 tháng 8, bà Prayuttan Chinawat đã được bầu làm thủ tướng, trở thành nữ thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử Thái Lan và cũng là người đứng đầu chính phủ trẻ nhất châu Á. Mặc dù bà được cho là còn trẻ và thiếu kinh nghiệm chính trị, bà Prayuttan nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ liên minh cầm quyền. Đa số người dân Thái Lan ủng hộ việc nhanh chóng bầu ra thủ tướng và thành lập nội các mới nhằm tiếp tục triển khai các chính sách của chính phủ tiền nhiệm. Điều này nhằm mục đích giúp nền kinh tế đất nước sớm hồi phục và ổn định trở lại.